điều tra vụ tai nạn chết người liên quan trưởng ban nội chính tỉnh ủy Ninh Bình. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra vụ tai nạn chết người liên quan đến ông Lưu Danh Tuyên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Ninh Bình. Ngày 22 tháng 10, nguồn tin riêng của phóng viên Thanh Niên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra vụ tai nạn chết người liên quan đến ông Lưu Danh Tuyên, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Ninh Bình. Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, gần 11 giờ ngày 9 tháng 10 trên địa bàn Thế Thao, Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô, trên xe có ông Lưu Danh Tuyên, và xe máy khiến người phụ nữ, chưa rõ danh tính, chạy xe máy tử vong. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khi người phụ nữ đang điều khiển xe máy đi đúng làn đường thì bất ngờ phía ngược chiều, chiếc ô tô lấn làn, tông trực diện vào xe máy do người phụ nữ điều khiển. Hậu quả, người phụ nữ bị đâm văng lên vỉa hè và tử vong. Sau vụ tai nạn, ông Tuyên đã xuống xe cố gắng hỗ trợ nạn nhân, báo cho lực lượng chức năng về vụ tai nạn. Hiện ông Tuyên xin nghỉ phép để ổn định tinh thần và giải quyết vụ việc. Ngày 24 tháng 10, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Ninh Bình sẽ đi làm trở lại,